Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bi Phạm Đời Sống Mỹ Đam Mê Làm Vườn. Thì hôm nay mình đi ra vườn, mình sẽ đi hái những cây xà lách mà mình trồng nay cũng gần 2 tháng rồi. Thì hôm nay nó to hết rồi, mình muốn hái để mình dọn cái đất để sau lưng mình á, để mình trồng cây khác. Thì mình dọn xong rồi lúc đó mình coi thử có cây gì còn trong nhà kiến thì mình đem ra mình trồng tiếp ha. Thì giờ để mình cho cô chú anh chị và các bạn xem thử cái xà lách bên sau lưng mình nó to như thế nào nha. Đây cô chú anh chị các bạn nhìn thấy không, bữa nay cái cây xà lách nó to như vậy nè đó. Giờ mình hái vô mình làm gỏi cuốn, làm bánh xèo, mình trộn xà lách, nói chung là xà lách rất là dễ ăn, hầu như một tuần trong nhà mình đều phải có xà lách. Nếu mà ở nhà mình chưa trồng kịp có hả, thì ở nhà mình phải đi chợ mình mua, một tuần lễ là mình phải mua gần cả chục đồng tiền xà lách đó. Ngày xưa đó mình mua một cây xà lách đó, chưa tới một đồng nữa, bây giờ là 2 đồng 19 sen mỗi một cây như vậy đó. Đó bây giờ mình có ở nhà thì mình cứ hái vô mình ăn, khi nào mình muốn ăn xà lách là mình ra mình hái vậy đó. Trồng ở nhà là được có cái sướng nhất là như vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ hái 8 cây xà lách này nha. Bữa nay mình hái á, là chủ yếu mình định đi biếu, thì mình để mình hái hết 8 cây này. Nếu mà nhiều quá thì mình sẽ không hái bên cái chỗ mà xà lách mình trồng trong chậu, tại mình cũng muốn cắt hết luôn để mình trồng cái lứa khác á. Thì để mình coi thử 8 cây này nó có to không nha. Cái gốc nó cũng bự lắm. Wow, đã chưa, cây xà lách to thật là to luôn. Ôi đang cắt mà tự nhiên trời mưa nè, thế rồi tranh thủ phải cắt rồi, nhưng cắt mà bị trời mưa. Ông Dần Vũ mấy ngày nay cứ chuyển mưa mà lại không mưa. Cây nào cây nấy đều to hết ha. Cây này to hơn nữa nè. Đây là cho cô chú chị các bạn xem nè. Ôi nó to vô cùng luôn. Trồng xà lách thấy mê quá. Năm nào mùa này mình cũng trồng, thu hoạch được nhiều như vậy hết á. Cây này quá trời to luôn. Mới cắt được có 5 cây thôi mà hết một mâm luôn rồi đó. Trời luôn. Trời ơi, không còn chỗ để luôn quý vị ơi. Trời ơi, có một mâm xà lách của mình nè. Đã chưa? Cái này là mình ươm ở trong cái chậu vậy nè. Xong rồi sau đó mình mới đem ra ngoài mình trồng từng cây giống như vậy nè, nó mới lớn được. Còn nếu mà mình rải không thì nó chỉ nhỏ nhỏ như vậy thôi. Thôi, một mâm xà lách thấy cưng chưa? Bây giờ mình còn ở trong chậu kia nữa. Mình sẽ đi hái thêm trong kia luôn. Sẵn có dịp mình đi thì mình tặng, chứ nhiều khi trong tuần mình hái mà mình cũng không có rảnh để mình đi á. Đây. Đó, đã chưa? Giờ đây bây giờ mình sẽ hái ở trong cái mấy cái chậu này luôn nha. Nhưng mà mình cũng sẽ cắt hết để mình trồng rau khác vô nha. Đây thì cây nó không có to như là ở dưới đó này. Xà lách có đốm trắng, đốm đốm đen nè, đốm nâu nè, không mix với nhau, xà lách đỏ, xà lách đốm nâu, xà lách xanh.
Này xà lách đỏ nè. Mình cắt một đợt hết luôn đi rồi mình lấy. Nhiều khi nó tới lứa mà mình không cắt nó cũng lên, nó có bông à. Cây đây thì không có to bằng cây hồi nãy ha. Mình muốn cắt hết để mình lấy chỗ mình trồng cây khác á. Đây đây thì còn được 5 cây. 5 cây này kia thì nó rụng hộp lên lại đó. Đây nè, 5 cây này, cái này xà lách giòn. Có thể là mình trồng thêm một lứa xà lách nữa là vô mùa hè là mình ngưng rồi. Tại mùa hè mình trồng xà lách đó, dễ bị sâu lắm. Với lại mình phải tưới nước rất là nhiều. Xà lách này là xà lách giòn. Cái này mình có thể trộn dầu giấm. Dầu giấm hành với cho chút tiêu ha. Cho chút đường cho nữa. Trộn chua chua, ngọt ngọt. Dễ ăn vô cùng. Nè, này nó muốn thành 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 hình bắp luôn rồi nè, to nè. Đây là hai cái rổ xà lách mình đi hái nãy giờ. Đây là một rổ. Đây thì một mâm nữa. Cũng gần 20 cây xà lách. Hôm nay mình đi hái xà lách là được thu hoạch được hai một mâm và một rổ. Vậy thôi video của mình xin ngừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị video kế tiếp. Video kế tiếp có thể là mình sẽ trồng xà lách, tại vì mình muốn trồng thêm một lứa nữa. Thì mấy cái chậu hồi nãy đó mình sẽ làm lại và mình trồng thêm một lứa ngay đó, với lại mấy cái chỗ cắt đó, hồi nãy ở ngoài á, ngoài cái học á, thì có lẽ mình sẽ đi trồng thêm cà thêm nữa, tại mình còn giống nhiều giống cà ở trong trong nhà nhà kính lắm. Thì tới đây xin dừng, hẹn gặp lại cô chú anh chị. Bye bye.